Vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon Totoka. Hôm nay bên em lại tiếp tục cập bến và em Chí lại xin gửi tới cho quý anh chị một cái sản phẩm mà trong loanh quanh tài chính chưa tới 1 tỷ 2. Quý anh chị mình đã sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ gầm cả máy thoáng nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ quý anh chị nhé. Và chiếc xe hôm nay em xin gửi tới cho quý anh chị đó chính là một chiếc Ford Explorer sản xuất 2016 nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp quý anh chị ạ. Đấy. Về thiết kế phần đầu quý anh chị có thể quan sát, nó chính là một thiết kế cực kỳ là hầm hố cơ bắp với đậm chất những chiếc xe của Mỹ. Đấy. Về thiết kế đầu chiếc xe thì sẽ được trang bị cho quý anh chị một cái giải đèn LED ban ngày cũng như là hệ thống đèn LED và hệ thống đèn bóng đèn pha sẽ là dạng bóng đèn thường màu vàng. Đấy. Đây là phần thiết kế cái phần hệ thống cái đèn gầm dưới của chiếc xe. Thì sẽ được trang bị hệ thống đèn LED quý anh chị nhé. Đấy, xe sẽ được trang bị những cảm biến xung quanh đầu xe. Đấy. Và sẽ được trang bị thêm một cái camera trước cho quý anh chị tại đây. Đấy. Sẽ được trang bị tại đây một camera phía trước cho quý anh chị. Đấy. Đấy, với chi tiết là mặt ca lăng là những thanh nẹp mạ chrome với những dạng 3D cực kỳ là đẹp. Với chữ Ford chữ Explorer đấy dập được dán ở trên phần nắp capo chiếc xe. Đấy. Đây là cái phần thân chiếc xe nhìn rất là đẹp quý anh chị nhé. Đấy. Về chiếc xe này của em thì sau 6 năm sử dụng thì đã được lên lại dàn lốp Michelin mới tinh quý anh chị nhé. Về sẵn quý anh chị sử dụng cho em thôi. Đấy, về hệ thống vành chiếc xe thì sẽ được trang bị hệ thống vành 20 inch. Đấy, bản vành cỡ to và vành thẳng quý anh chị nhé. Với phần thanh nan kép. Đấy. Đây là cái phần thân của chiếc xe. Đấy. Tại cái phần gáo gương cũng sẽ được dập nổi chữ Explorer. Đấy. Và trên cái gương này thì sẽ được tích hợp hệ thống cảnh báo vượt trên gương quý anh chị nhé. Đấy. Từ cái đời 2016 với những chiếc xe cao cấp này cũng đã được trang bị phần khóa mở cửa một chạm tại đây. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, những cái đường gân nét dập nổi trên chiếc xe. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ạ. Đấy. Rất là khỏe khoắn và thể thao. Đấy. Xe thì cũng đã được lên cái bậc bước là bậc bước cố định quý anh chị nhá. Đấy. Đây là cái phần thân của chiếc xe, rất là đẹp, cơ bắp khỏe khoắn. Còn đây là về phần phía sau đuôi chiếc xe. Đấy. Về phần đuôi sau chiếc xe thì sẽ được trang bị hệ thống giải đèn LED hình chữ C. Đấy. Và sẽ có được cái phần logo đó chính là hệ thống EcoBoost, là cái hệ thống động cơ tăng áp cũng như là hệ thống dẫn động bù đánh toàn thời gian chiếc xe. Đấy. Đuôi sau thì cũng sẽ được trang bị cho quý anh chị là hai ống xả thể thao cũng như hệ thống cảm biến ở phần đuôi xe. Đấy, cùng với đó phần nẹp mạ chrome dầm nổi chữ Explorer tại đây. Đấy. Và không phải thiếu với những chiếc cao cấp như này, phần cốp điện. Đấy. Và đây là cái hàng ghế thứ ba khi gập lên thì cái thể tích sử dụng khi gập hàng ghế lên thì cũng rất là để đồ thoải mái quý anh chị nhé. Đấy. Và hàng sau chiếc xe thì sẽ là đều được chỉnh điện tại đây hết. Đấy. Đều được chỉnh điện tại khu vực này cho quý anh chị. Đấy. Với những phần nút mở chỉnh điện đấy. Rất là tiện. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Đây sẽ quay qua về phần chi tiết, phần chất lượng, phần phía đuôi sau chiếc xe. Đấy. Riêng chiếc này của em thì ốc át keo chỉ nguyên bản 100% cho quý anh chị khách hàng. Đấy. Xe thì em bao trước test mọi nơi cho quý anh chị. Đấy. Rất đẹp quý anh chị ạ. Đấy. Và trong cái tầm tiền ngoài 1 tỷ 2, chưa tới 1 tỷ 2, chiếc này của em thì chưa tới 1 tỷ 2 quý anh chị nhé, để kiếm được một chiếc xe nhập khẩu từ Mỹ đấy, hay là sử dụng rộng rãi, option tiện nghi thì chiếc Explorer này rất đáng để quý chị mình nghiên cứu, mình sở hữu nhé. Đấy. Đây là chi tiết cái phần cánh sau của chiếc xe. Đấy. Phần cánh sau rất là dày dặn quý anh chị nhé. Đấy. Với khả năng cái âm cực kỳ là tốt. Đấy. Cực kỳ là đẹp, ngay từ những cái đường gân này. Đấy. Nhìn rất là cơ bắp. Đấy. Đây là hàng ghế sau của chiếc xe. Đấy. Hàng ghế sau chiếc xe này thì đều có thể điều chỉnh về cái độ ngả lưng quý anh chị nhé. Đấy, đây là cái chất lượng cái mặt ghế của chiếc xe sau 6 năm sử dụng. Đấy, còn rất là mới. Đấy. Và cái đời này sẽ được trang bị hệ thống ghế kem quý anh chị nhé. Và lên 2018-19 sẽ chỉ sử dụng ghế da màu đen thôi. Đấy, sẽ được trang bị hai màn hình gối sau cho quý anh chị khách hàng. Cũng như giờ với cái bản này thì sẽ được trang bị hai cửa nóc quý anh chị nhé. Trang bị hai cửa nóc. Đấy. Và hàng sau cũng được điều chỉnh điều hòa. Đấy, các vùng cũng như là hệ thống các cổng sạc. Đấy. Rất là tiện nghi và hiện đại. Đấy, những cái chi tiết ở trên phần cánh cửa chiếc xe. Đấy, sẽ được vừa ốp gỗ tại đây cũng như là được những thanh nẹp mạ chrome. Đấy. Nhìn rất sang trọng. Đấy, xe cũng được trang bị những phần khóa mở cửa thông minh quý anh chị ạ.
bằng mật khẩu đấy. Em sẽ mời quý chị quan sát về hàng ghế trước chiếc xe đây. Và với những chiếc Ford nhập khẩu của Mỹ thì những phần chỉ của chiếc xe là những cái phần mép gập quý chị nhá. Đấy, là những cái phần mép gập. Đấy, rất là đẹp. Sẽ được trang bị ghế chỉnh điện hai bên. Đấy. Đây là chi tiết cái mặt ghế của hàng ghế lái sau 6 năm sử dụng đây, rất là mới. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Xe cũng được trang bị cho quý anh chị là vô lăng đều bằng chỉnh điện nhá. Cũng như là xe sẽ được trang bị cho quý anh chị đó chính là độ điều chỉnh độ cao thấp của chân chân ga và chân phanh. Đấy. Về tại đây thì sẽ điều khiển về hệ thống đèn chiếc xe đều được trang bị đèn auto hết rồi, cũng như là nhớ ghế 3 vị trí. Đấy. Gương kính đều chỉnh điện auto hết. Đấy. Đây là phần chi tiết phần táp ly cánh của chiếc xe. Đấy, với những chi tiết ốp gỗ cũng như mạ chrome cực kỳ đẹp. Đấy. Đây là em sẽ quay qua đây quý anh chị để quan sát về cái phần cảm giác về khoang lái chiếc xe nhìn rất là rộng. Đấy. Sau đây sẽ cùng mời quý anh chị quan sát về những cái đặc điểm khi quý anh chị trong tầm tiền có loanh quanh có chưa tới 1 tỷ 2 thôi. Đấy. Tại cái phần điều khiển tại đây thì sẽ được điều chỉnh về hệ thống giữ làn đường cho quý anh chị nhé. Đấy, hệ thống giữ làn đường. Đấy. Xe cũng được trang bị là lẫy số thể thao sau vô lăng. Đấy. Cũng như các chế độ liên quan đến hệ thống ga tự động cruise control, điều chỉnh tăng giảm âm lượng trên vô lăng. Tiếp theo đó chính là về hệ thống của chiếc xe. Thì về hệ thống giải trí thì sẽ được trang bị hệ thống dàn loa surround, âm thanh vòm Sony quý anh chị nhé. Cũng như là được trang bị tại đây sẽ có chức năng là hỗ trợ lùi chuồng tự động này, hay là tắt mở cảnh báo, hệ thống điều hòa ô tô. Và chưa tới 1 tỷ 2 quý anh chị có rất nhiều các cái tính năng để mình trải nghiệm như là hệ thống là sấy và làm mát ghế hai hàng ghế trước này. Đấy. Cũng như các chế độ đi địa hình tại đây cho quý anh chị. Đấy. Tại đây là những cái phần liên quan đến hệ thống khay để đồ hay cổng sạc. Đấy, màn hình cũng tích hợp đầy đủ hết rồi, sấy vô lăng. Màn hình này trước này của em bị tích hợp được Apple CarPlay rồi quý anh chị nhé. Đấy. Màn hình Navi đầy đủ hết cho quý anh chị rồi. Đấy. Đây là chi tiết cái hàng ghế bên phụ chiếc xe còn rất là mới. Đấy. Đây là chi tiết cái phần hàng ghế bên phụ chiếc xe còn rất là mới quý anh chị nhé. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Đấy. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Đấy. Vận hành cực kỳ là mượt mà và chắc. Đấy. Rất đáng là tầm tiền thì quý anh chị mình sở hữu chưa tới 1 tỷ 2. Đấy. Em sẽ quay về cái khoang động cơ chiếc xe. Đấy. Và sử dụng cái khối động cơ EcoBoost 2.3 thì em nghĩ nói chung là cũng sử dụng tương đối là ok. Đấy. Để quý anh chị mình sử dụng vận hành. Đấy. Đây là cái phần chi tiết về khoang động cơ chiếc xe. Đấy. Xe thì máy móc động cơ hộp số nguyên bản để em báo check test mọi nơi cho quý anh chị khách hàng. Đấy. Và em xin giới thiệu lại với quý anh chị, trước mắt quý anh chị là một chiếc Ford Explorer sản xuất 2020 à 2016 xin lỗi quý anh chị. Xe biển Hà Nội gốc quý anh chị nhá. Và em đang bán với mức giá loanh quanh chưa tới 1 tỷ 2 là quý anh chị sở hữu một chiếc xe gầm cao, máy thoáng 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với những tính năng option cực kỳ là nổi trội. Đấy, và quý anh chị quan tâm yêu thích thì hãy cứ liên hệ trực tiếp vào số like trên màn hình để nhận được báo giá cũng như có sự tư vấn cực kỳ là tốt nhất. Và bên em hiện tại đang có một mức giá cực kỳ là tốt để phục vụ cho quý anh chị trong dịp Tết sắp tới. Và em xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.